trong ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cách massage cho bé. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ những video tiếp theo của mình nhé. Sau thì mình sẽ ra các video về các chủ đề khác. Ngày hôm nay thì mình sẽ quay video về chủ đề là massage cho bé. Trước hết thì mình sẽ có một cái tấm thảm, thảm chống thấm, dành cho bé nằm. Kích thước nhỏ thôi. Sau đó thì mình đặt con lên đây, để massage thì vừa tránh được cái dung dịch massage nó bị dính ra ga giường, và nếu mà con có xì xoẹt hay là kè rầm thì cũng không ảnh hưởng đến ga giường mình nằm. Mà con đã có cái thảm chống thấm này rồi thì con nằm đây sẽ khá là ấm và an toàn để có thể massage cho con. Khi mà massage thì mình nên tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút, khoảng 29 đến 30 độ, để khi mà con cởi quần áo ra để massage thì đỡ con bị lạnh. Về dung dịch massage thì mình có cái mình sử dụng dung dịch massage của Chico, khá là nổi tiếng. Đây là dầu massage chiết xuất cám gạo dành cho bé từ 0 tháng tuổi. Vì thời gian để massage thì tùy các mẹ lựa chọn. Mọi người có thể lựa chọn cái massage trước tắm hoặc sau tắm. Trước tắm thì có thể làm ấm cơ thể bé, hoặc là sau tắm thì mình có thể giúp là giữ ẩm luôn, giữ ẩm dưỡng da cho bé luôn. Đây là cái dung dịch massage Chico được rất nhiều mẹ tin dùng, và mình mua dung dịch này với giá là 250.000, 200ml. Mình khá là thích, thơm, mùi thơm rất là nhẹ nhàng và rất là thích cho bé. Đấy. Thì mình trước tiên mình sẽ massage phần đây, mình có thể massage từ trên xuống dưới cho bé nằm ngửa trước rồi. Thời gian massage cũng không nên quá lâu để tránh bé bị lạnh. Mẹ massage cho con. Khi massage thì mọi người nên vừa massage nhẹ nhàng để vừa nói chuyện với con này. Nên bật thêm nhạc, thư giãn cho bé. Để bé vừa massage vừa cảm nhận và vừa nghe nhạc rất tốt. Nên mình sẽ đổ một lượng vừa phải ra tay, sau đó thì mình sẽ xoa để làm nóng tay, lên, rồi mình xoa lên người bé. Massage cho con nào, trướng lắm, da con đẹp nhá. Vừa massage vừa nói chuyện với con để gắn kết tình cảm mẹ con này, tăng khả năng giao tiếp cho bé, nói chuyện cho bé đỡ sợ. Đi trường mẹ ngoan quá, cơ. Mẹ massage cho con, nào. Trẻ sơ sinh cũng rất là non nớt nên là mình nên massage mọi thứ, động tác cần nhẹ nhàng. Đây, massage đến từng bàn tay, mình sẽ massage lòng bàn tay của bé để tăng cái sự tăng khả năng xúc giác, khả năng cảm nhận của con. Massage cho da con đẹp nhá. Mỗi lần lấy dầu thì mình nên xoa hai bàn tay vào nhau để làm nóng bàn tay lên, xoa vào người con sẽ thấy rất là ấm và dễ chịu. Con bóng hết da thì mình để mẹ một chút thôi, mẹ massage cho xuống này, đi ngoan lắm. Thì mọi người có thể tham khảo các bài tập vận động dành cho bé từ 0 tháng tuổi, dành cho bé sơ sinh để
sau khi mà massage xong thì mình có thể vận động cho bé để làm ấm nóng cơ thể bé, giúp bé đỡ sợ, hoặc là hoạt động rất là tốt, có rất là nhiều tác dụng để cho bé khỏe mạnh và đã nở cơ bắp ngay từ bé. Nên mình massage đến các ngón chân và ngón tay. Dầu massage này thì có chứa vitamin E, omega 3, omega 6 rất là tốt và an toàn cho da của bé, mình hoàn toàn có thể sử dụng được. Đây là dầu massage Chico sản xuất của Italia, giá là 250.000 một lọ 200ml, mình nghĩ là dùng được khá là lâu. Bé chỉ kêu một tí lúc đầu thôi, sau thì bé sẽ cảm nhận được, sau là sẽ không còn. Đấy, sau khi mình massage xong phần bụng và phần chân thì mình cho con nằm sấp rất là tốt đối với trẻ sơ sinh, khả năng của trẻ sơ sinh có thể nằm sấp được. Nào, nằm trước mẹ massage cho nào, mẹ massage cho sướng nào. Mẹ nhà mình chưa tụng rốn nên là mình chưa cho nằm sấp nhiều. Nên là khi mà dụng rốn rồi thì mình sẽ cho nằm sấp thường xuyên, rất tốt. Kể cả khi ngủ bạn cũng có thể cho con nằm sấp được. Khi massage cho con thì có thể nói chuyện với con hoặc là nói những điều bạn muốn về con. Ví dụ như là con trai của mẹ, sau này con là một cậu bé mạnh mẽ này, hạnh phúc này, cậu tài giỏi này, con trai của mẹ giỏi lắm, mẹ massage cho con này, trướng quá cơ mẹ ơi, đi cho mẹ giỏi cho đi. Khi mà làm sấp thì bạn để ý chân con thường đạp để lấy đà lên và cổ con sẽ chịu khó nghiêng cổ lên, từ đó sẽ cứng cáp hơn rất là nhiều, tăng khả năng vận động cho con và tăng khả năng vượt khó cho con. Và khi nằm sấp thì con được nhìn không gian 3 chiều hơn, khi mà nằm ngửa thì con chỉ nhìn 2 chiều, nằm sấp con sẽ nhìn được không gian 3 chiều. Mẹ sẽ đạp chân về đằng sau nghĩa là để đẩy người lên phía trước. Và cổ bé sẽ bắt đầu tập nghềnh cổ dậy. Bé sẽ cứng cáp rất là nhiều, ngày nào cũng tập như thế này. Bước sang này giúp bé có thể ngủ ngon hơn này, cảm thấy thoải mái, ngủ ngon hơn, sâu giấc hơn. Bi ngoan quá, mẹ sắp xong rồi, mẹ massage cho Bi sắp xong rồi. Đi nằm sấp chơi một tí nhá. Vậy là mình đã massage xong cho bé. Với massage này có thể làm được hàng ngày, rất là tốt. Bạn sẽ để con nằm sấp một chút.